Ben Sa xin kính chào quý vị. Hôm nay là cuối tuần cả nhà ơi. Em show cho quý vị xem cái hoa hồng. Trời ơi, cái hoa hồng này nó thơm khủng khiếp à. Nó phải đặt tên là hoa hồng thơm. Nhiều lắm á. Nó mọc đấy, nó nở que tua hết cả ra rồi. Cả một đám, cả một đám bông như thế này. Đó thì vừa cho quý vị ngắm vườn, vừa chia sẻ cái thông tin của ngày hôm nay về cái tin vaccine Johnson & Johnson thì họ đã chính thức quyết định cho tiêm trở lại bình thường vào thứ bảy tuần này quý vị nha. Đó thì sau khi họ đã họp và đã bỏ phiếu vào hôm thứ sáu thì họ đã chính thức cho cái vaccine Johnson & Johnson quay trở lại. Và có hôm trước có cái vụ cảnh báo là bị máu đông đó quý vị, thì họ đã họp bàn rồi và họ vẫn cho cái quyết định là Johnson & Johnson vẫn an toàn và vẫn chỉ cần dùng một liều, một mũi và được bảo quản ở cái nhiệt độ không có cần lạnh như Moderna và Pfizer. Đó thì đấy là cái thông tin thứ nhất mà em muốn chia sẻ với quý vị. Trời ơi, nó thơm quá, thành ra cứ muốn ngửi hoài đó quý vị. Thông tin thứ hai đó là về cái phần tã giấy, là cái bỉm cho trẻ em đó, thì họ cũng nói là có khả năng nó sẽ tăng giá chóng mặt. Và đây là cái vấn đề mà tất cả các gia đình mà có con nhỏ sẽ gặp phải cái sự gọi là lo lắng, vì là sẽ phải bỏ ra một cái khoản tiền. Họ đề cái tiêu đề là hàng triệu người Mỹ sắp có thể không mua nổi tã cho con. Thì quý vị biết là đang trong cái thời kỳ mùa dịch, việc làm đã khó khăn rồi, nói chung là cái gì bây giờ cũng khó khăn. Rồi lại gặp phải cái cảnh con mình không có tã thì tất nhiên là không chịu được rồi. Ở Mỹ á, em thấy trẻ em là dùng tã rất là lâu. Như đợt trước bà đã sao có trông thêm em bé người Mỹ á, là 5 đến 6 tuổi rồi mà không hiểu sao họ vẫn không rèn được cho hai cái bạn đó đi vệ sinh trong nhà vệ sinh đó quý vị. Vẫn dùng bỉm, vẫn dùng cái tã đó. Thì hôm nay cái bài báo này họ ghi là tã em bé là món hàng không thể thiếu và đang bị nâng giá rất là đắt tiền đối với tất cả các bậc cha mẹ, vì sản phẩm này thậm chí nó sẽ còn đắt hơn nữa, gây ra sự khó khăn cho các gia đình đang nghèo vốn, đang phải vất vả vì Covid-19 thì lại phải gặp phải cái đợt người ta dùng cái từ gì, theo dữ liệu thì họ đưa ra cái doanh số sản xuất tã dự tính tăng thêm giá nếu các cửa hàng nào cũng làm theo, túi tiền của gia đình nghèo sẽ phải rót ra những cái đồng tiền cực nhiều để dành cho những cái phần mua tã, mua bỉm này. Đại khái cụ thể là như hãng của Huggy và Pull Up sẽ nâng từ 5% cho đến 9% quý vị nha. Bắt đầu từ tháng 6 đó, thì từ tháng 6 họ sẽ nâng cái giá của cái bỉm tã này lên đó, do nhu cầu ngân hàng tã liên tục tăng mạnh trong mùa dịch Covid. Trời ơi, mùa dịch Covid tăng mạnh lại còn tăng giá nữa thì thôi bó tay luôn. Trung bình mỗi một đứa trẻ thì họ có cái thống kê là sẽ phải tiêu tốn khoảng 80 đồng để mà mua tã, tăng trung bình 86% so với trước đại dịch. Hiện tại có 36 tiểu bang thu thuế bán tã bỉm và mức thuế từ 2,5% như ở Virginia đã lên tới 7% ở Indiana, Mississippi, Tennessee. Trời ơi, sao mà lại thuế trên cái tã nó hơi bị mắc luôn đó quý vị. $9.5 triệu gia đình. Lý do giá tã tăng đơn giản đó là vì họ muốn bù chi phí sản xuất tăng để không bị giảm lợi nhuận đó. Gần 10% gia đình này. Đó thì đấy là cái mục mà họ đưa ra. Thì Ban giám khảo cũng xin chia sẻ một chút xíu về cái mẹo để mà quý vị có thể
cái mẹo mà quý vị có thể cai cái tã, có nghĩa là không cần phải dùng tã cho con mình. Ví dụ như con của Vanessa, cái lần đầu tiên mà đi học ở trường preschool đó, thì em là người bé nhất, em chỉ có chưa đến 2 tuổi. Thì sau khi đi học được một thời gian thì sinh nhật tổ chức luôn tại lớp luôn, là học được khoảng hơn 1 tháng là nghỉ đó quý vị, vì là mùa dịch đó. Thì em Michelle, con nhà em đó, là được các cô giáo khen ngợi và vô cùng ngạc nhiên, vì em là người không đeo tã duy nhất trong cái lớp học của em. Trong khi đó lớp học của em toàn là các bạn 3 tuổi thôi và hơn 2 tuổi, chứ chưa có em nào mà dưới 2 tuổi như Michelle cả. Thì Michelle là trường hợp phải nói là cô giáo ngỡ ngàng, vì Vanessa sẽ không phải đóng 100 đồng thêm. Còn những em nào mà chưa có tự động đi vệ sinh được đó thì phải đóng thêm 100 đồng để mà trả cho cái tiền thay tã bỉm cho các con ở trường học đó. Thì tại sao mà Vanessa lại rèn được như vậy? Là vì em cũng ở nhà suốt nữa, cũng có thời gian, thành ra em cũng rèn được cho bé. Nhưng mà rèn như thế nào thì quý vị phải biết, nó cũng có nhiều cách, nhưng mà cái cách của Vanessa chỉ có một cái điều duy nhất, đó là giấu bỉm đi và tập cho bé vào trong nhà vệ sinh ngồi. Mình ngồi và bé cũng ngồi. Đầu tiên thì mình mua cái gọi là cái toilet, cái bệ chờ, cái chậu riêng cho bé đó. Sau đấy thì mình cũng phải giấu cái chậu đi, tại vì khi mà bé ngồi quen rồi thì bé lại không muốn ngồi trên toilet đó. Thì là tất cả các cái mẹo mà Vanessa sử dụng đều là giấu hết, thì bé không tìm được cái bỉm đâu thì bé lập tức bé phải đi vào nhà vệ sinh, đi vệ sinh thôi đó. Thì mình rèn cho bé 1-2 ngày đầu thôi, đến ngày thứ 3 là bé quen rồi. Thành ra là con nhà em thì lúc 1 tuổi đã không bao giờ phải đeo bỉm rồi, chỉ có đi chơi xa thì mới đeo thôi. Và cho đến lúc 2 tuổi là hoàn toàn bé đã có ý thức và tự giác, thành ra là không có phải lo lắng về cái chuyện bỉm nữa. Và còn em vẫn còn một cái đống bỉm đó quý vị. Con nhà em nó hơi mập, thành ra cái bỉm của nó toàn size 5 với size 6 rồi à. Đó, thành ra là vẫn còn, nếu mà hôm nào có ai ở gần có thể em sẽ cho. Tại vì để đấy cũng chả làm gì á, mà bỉm rất là mắc. Mua một thùng ở Costco đó, là một thùng Huggy đó, là cũng rơi vào khoảng 49 đồng đó quý vị. Đó, đấy thì em sẽ chia sẻ cho quý vị là chúng ta chỉ có cái cách là chúng ta rèn cho bé là giấu đi nha. Khi mà bé buồn là quý vị cứ cho bé vào trong nhà vệ sinh 1-2 lần là bé sẽ quen thôi. Chứ còn nếu như chúng ta còn để cái bỉm, còn cái bóng dáng của cái bỉm ở đó là bé sẽ không có chịu đi đâu, bé sẽ cứ lấy cái bỉm đó. Thì thành ra là mình sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà cai bỉm cho bé, cai tã cho bé đó. Thì hôm nay Vanessa cũng chỉ lên để chia sẻ cho quý vị những cái thông tin như vậy thôi. Đấy, đây là cái vườn hoa hồng nhà em đó quý vị ơi. Đây cái cây này nữa này, cây hoa này là hoa hồng cam. Đó. Cây này cũng rất là thơm luôn. Mà hoa hồng này nó nhiều gai lắm. Hoa hồng mà lại hoa hồng cam á, bông rất là khổng lồ, bông to bằng mặt mình luôn. Đó. Hoa giấy thì ở ngoài cổng kia cũng nhiều kìa, nhưng mà thôi em không đi ra ấy nữa, nắng quá rồi. Cây này cây avocado cũng trồng, tự trồng đó quý vị. Đó, hẹn gặp lại quý vị nha. Em xin xuống đây lên chia sẻ với quý vị thông tin vậy thôi. Chúc cả nhà mình có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, gặp nhiều may mắn và bình an trong mùa dịch. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.